Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của em về cập nhật dự báo giá tiêu trong thời gian tới. Qua những video em đã chia sẻ về bảng giá tiêu tới ngày 21 tháng 8 năm 2024, thì giá hồ tiêu hiện tại vẫn đang tăng hàng ngày và có thời điểm tăng thêm 2.000 đồng một ký. Thì theo dự đoán của các chuyên gia trong thời gian tới, giá tiêu sẽ vẫn phá được cái đỉnh 250.000 đồng một ký. Giá tiêu đạt đỉnh cao nhất năm 2015 là 250.000 đồng một ký. Và theo dự đoán của nhiều chuyên gia thì trong những năm tới, giá tiêu sẽ tiếp tục vượt qua được cái mốc này. So với giá tiêu chung của thế giới thì hiện tại mặt bằng giá tiêu của Việt Nam vẫn còn khá thấp so với các nước khác. Hiện tại theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu, hồ tiêu lớn trên thế giới thì cảnh báo Brazil đang đứng trước nguy cơ sụt giảm sản lượng xuất khẩu năm thứ ba liên tiếp do mất mùa. Với hiện tại thì Brazil là nước xuất khẩu tiêu đen lớn thứ hai thế giới chỉ sau Việt Nam chúng ta. Và với sản lượng sụt giảm của Brazil như vậy thì dự đoán trong thời gian tới giá tiêu sẽ tiếp tục tăng cao. Cùng với tình hình chung của các nước sản xuất hồ tiêu như Malaysia, Indonesia và Việt Nam thì sản lượng cũng đang suy giảm, khiến giá hồ tiêu trong thời gian tới tiếp tục sẽ tăng đáng kể. Như vậy là theo thông tin mà em tìm hiểu được và theo thông tin của nhiều chuyên gia dự báo trong thời gian tới thì do sản lượng sụt giảm, giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng cao. Nên kính chúc các bác trong thời gian tới đối với những hộ gia đình trồng tiêu thì sẽ có thu nhập cao và phát triển kinh tế ổn định. Qua video này thì em cũng mong rằng các bác sẽ đăng ký kênh ủng hộ em và để theo dõi những video tiếp theo về dự báo giá nông sản, các mặt hàng khác. Vâng, em xin cảm ơn.